Son Ye-jin vẫn kiếm tiền giỏi dù ở nhà chăm con. Ngày 23 tháng 5, tờ Herald Economy cho biết Son Ye-jin đã bán biệt thự ở Sầm Seong Đông với giá trị 4,8 tỷ won. Nữ diễn viên lời 1,8 tỷ won, hơn 1,3 triệu đô la Mỹ. Ngôi nhà của nữ diễn viên rộng 211,2 m2, nằm trong khu biệt thự chỉ có 14 căn, là hàng xóm của Song Hye-kyo và Lee Philip. Đây không phải lần đầu Son Ye-jin thu lợi nhờ đầu tư bất động sản. Năm 2015, nữ diễn viên một tòa nhà trị giá 8,2 triệu đô la Mỹ nằm ở quận Mapo-gu và bán nó 3 năm sau đó với giá khoảng 12 triệu đô la Mỹ. Son Ye-jin được biết đến là đại gia bất động sản trong giới giải trí Hàn Quốc. Nữ diễn viên còn sở hữu một tòa nhà thương mại trị giá khoảng 14,4 triệu đô la Mỹ tọa lạc tại quận Gangnam, Seoul. Đây là khu đô thị có lượng người qua lại đông đúc, vị trí đắc địa. Bên cạnh đó, Son Ye-jin còn là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất tại Hàn Quốc. Đồng thời, minh tinh phim Hạ cánh nơi anh cũng là cái tên được các thương hiệu săn đón. Theo SCMP, tài sản của Son Ye-jin khoảng 20 triệu đô la Mỹ, không tính bất động sản. Son Ye-jin sinh năm 1982, cô là ngôi sao hạng A của Hàn Quốc với sự nghiệp thành công rực rỡ kéo dài hàng chục năm. Son Ye-jin cũng là một trong số ít các diễn viên nữ ghi dấu ấn ở cả mảng điện ảnh và truyền hình với các tác phẩm như The Classic, Tình đầu cuồng phong, Bản giao hưởng tình yêu, Tháp lửa, Tuyết tháng tư và Em sẽ đến, Cuộc đàm phán sinh tử, Hải tặc. Năm 2022, Son Ye-jin kết hôn với tài tử Hyun Bin. Một năm kể từ ngày trở thành vợ chồng, Son Ye-jin và Hyun Bin không hoạt động nghệ thuật nhiều như trước. Tuy nhiên, họ vẫn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Mỗi bức ảnh đăng trên trang cá nhân, một lần xuất hiện ở nơi công cộng hay một dòng chia sẻ với báo chí, vợ chồng ngôi sao đều thu hút sự chú ý của công chúng. Cuối tháng 11 năm 2022, Son Ye-jin sinh con đầu lòng. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.